cua cua đúng rồi con, cua còn tâm đó, ba nó lựa nè đó, 3.99 phải không? No. Kẹp á con, nó kẹp á. No. À, em thấy có mấy người họ làm cua ngâm tương á. Ăn đi. Đó. Đi qua đây. Đó. Bây giờ mình sẽ đâm vô cái yếm nó để cho nó chết. Hi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ trổ tài làm thử cái món là cua ngâm tương nha mọi người. Cua ngâm tương đại hàn mọi người. Đây hai con cua là mình đã chà sạch rồi. Mình mới đâm cho nó chết để bỏ vô cho nó ngồi cho nó im ắng trong đây các bạn. Xem nào, cua này cua xanh đấy các bạn. Đó, thấy không? Nhìn đã. Bây giờ mình sẽ chẻ cái trái dưa leo ra làm đôi, lấy cái ruột và mình sẽ ngâm chung với cái này. Giờ mình sẽ gọt cái mấy dưa leo mà các bạn để mình ngâm chung với cái cua này các bạn. Ngày hôm trước mình có đi chợ và mình có chuẩn bị mua cái chai nước tương đại hàn để làm cái món này. Mình đã ấp ủ mấy hôm nay rồi cho nên ngày hôm nay thấy cua nó rất là ngon cho nên mua về làm ngay. Bây giờ mình sẽ triển khai ngay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ tương vào cho nó ngập cái con cua này ha. Rồi cứ đổ vào cho nó ngập con cua, đừng có tiếc nha mọi người. Cái nước tương này chừng nữa mình cũng ăn sử dụng lại được cho nên nó đừng có tiếc, cứ đổ. Mình sẽ cho thêm chút xíu nữa, ngập thêm đó rồi bao nhiêu ra thôi các bạn ha. Ok rồi, bắt đầu mình bỏ chung vào, bỏ dưa leo vào, mình ngâm trong vòng 3 ngày, bỏ vô tủ lạnh nha các bạn, bỏ tủ lạnh ngâm trong vòng 3 ngày xong rồi mình đem ra mình nấu lại nha. Có người thì họ ăn lê, mình thích với dưa leo hơn, tại vì dưa leo nó giòn, nó có độ giòn hơn nha mọi người. Nó chưa đẩy rồi, đậm con cua xuống. Xong, bây giờ mình đậy nắp lại nha. Xong rồi, bây giờ mình đậy nắp, mình đem ra, mình để tủ lạnh nha các bạn. Và cái tủ lạnh của mình cũng hết chỗ để rồi. Ok, mình sẽ để cái ngăn dưới cùng này, vì cái ngăn dưới này mình ít xài. Đó, mình sẽ bỏ vô đây. Đây, để đây. 3 ngày sau mình đem ra. Giờ mình sẽ rót cái phần nước này ra và mình đông, xem có nó bao nhiêu. Gần 2 cốc. Ok. Mình sẽ đổ cái này vào nấu nha các bạn. Rồi, đổ cái này vào. Sẽ đi xuống. Bây giờ mình sẽ đi xuống cầu thang và chôm táo. Chôm táo của bà chị. Tại sao hồi nãy mình đi chợ mà mình không mua táo? Hai trái cho hai lần. Yeah, đi lên. Củ hành nữa các bạn. Này bữa mình đi Costco mình mua nè. Củ hành này làm cho hai lần luôn. Ok, bây giờ còn thiếu hồi. Hồi cây của mình nó hết rồi, bây giờ mình sẽ lục trong cái nấu phở này. Mình sẽ lấy hồi cây ra, đây được một cây hồi. Đây mấy cái này đó, mình sẽ lựa mấy cái này ra.
mình sẽ cắt cái này ra các bạn. Mình sẽ cắt hết tất cả những cái thành phần ha. Trong đó là có gừng nè các bạn. Gừng. Gừng này là gừng mình sử dụng, mình cắt sẵn, mình để trong tủ lạnh á, khi nào mình cần mình đem ra thôi. Giờ mình sẽ cắt cái gừng này thái cho nó thành lát nha các bạn. Củ hành trắng. Rồi, bỏ đây. Nửa củ này mình sẽ để dành cho cái mẻ mới nha các bạn. Ớt này thì mình để nguyên trái, mình chỉ ngắt cái đọt thôi ha. Rồi, ớt này thì mình sẽ sắc xéo xéo ra như vậy. Này các bạn thấy nè, ớt cái này nó vẫn còn rất là non. Rồi, còn cái phần này là mình sẽ sắc hết và mình ướp. Rượu mình sử dụng cái rượu nho này các bạn, rượu nấu ăn này các bạn. Mình đổ một cup nha. Hồi nãy là cái lượng tương là 2 cup, bây giờ cái này mình sử dụng 1 cup nha. Trộn lên. Bây giờ đậy nắp lại, nấu cho nó sôi thật là sôi. Nước nó sôi rồi mình vớt cái bọt này các bạn. Mình vớt cái bọt này bỏ, tại cái bọt này là bọt cua, thịt cua. Vớt cái này bỏ, cái này nó tanh. Mình sẽ nhặn nhỏ lửa để cho cái hương vị nó thấm vào cái táo và tất cả mọi thứ nha các bạn. Quên mình quên với mọi người là nãy giờ mình chưa có bỏ rong biển vào, giờ mình sẽ bỏ rong biển vào. Sau khi cái nước nó đã nguội rồi này các bạn, thì bây giờ mình sẽ đổ vào mình ngâm tiếp. Ây da, dư rồi, dư nước rồi. Để kiếm cái hũ bự hơn. Sau khi mình bỏ nó vào hũ bự hơn một chút xíu thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Lý do là ở trên thì thường người ta sẽ luộc cái tỏi này chung với cái nước, nhưng mà mình muốn là cái tỏi này nó còn có vị hăng á, để mình ăn nó sẽ có vị hăng hăng ngon hơn, thì mình đỏ nấu xong rồi mình mới bỏ vào ngâm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa vào tủ lạnh và chờ đến 1 tuần lễ sau là mình sẽ đem ra mình ăn thử nha.